Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại buổi sớm hôm nay em lại vào chân núi đi đi quan sát ông đấy gỗ mục này. Hiện tại là em đứng ở chỗ này thì phát hiện ra ông nó đấy gỗ mục ở trên cái cành cây xoan mục kia. Thì thấy một tổ ngay đây rồi mọi người, một tổ ngay đây nhé. Còn có con đang cắn thì em sẽ quan sát tiếp đó. Cành xoan này nó cắn trơn luôn này các bác này. Tổ khá là to rồi các bác nhé. Đây, tổ ngay đây này các bác này. Tổ này to hơn bát tô rồi nhá. Ôi, chân núi mà cũng có tổ to thế này các bác ạ. Mấy hôm trước, hôm qua với hôm kia thì em đi chân núi toàn cái tổ bé thôi. Hôm nay mới được gặp cái tổ nó to thế này. Gần như như ở ngoài đồi các bác ạ. Em sẽ mặc bảo hộ bạc cắt đây. Đầu tỉa những cái cành xung quanh đi đã mọi người nhá. Khá là phê đây. Tổ này khá là nhiều quân rồi. Những cái tổ to thế này mang về nhất rất là nhanh lớn các bác ạ. Nhiều dây bám vào thế này tỉa từ từ nhẹ nhàng thôi các bác nhé. Không thì vỡ tổ thì không đẹp đâu. To thế này thì chúa không bay ra nữa rồi. Về này sau thả ngày rồi các bác nhé. Thả không cần gây mê nữa. Đây cái vách đá này không có gì mà để điện thoại nó im nên là cầm tay nó hơi. Tỉa gần tổ thì những cái cành nhỏ gần tổ nó làm bám vào thì anh em tỉa nó nhẹ nhàng thôi nhé. Tổ ông vừa mới xây tổ này thì vỏ nó còn mềm lắm mọi người. Nếu mà hiền thì tóm một lần là được, còn là mình mới nhát thì nó hung dữ đấy các bác ạ. Nó mình sang túm để nó ra thì chắc là phải bắt hai lần đấy. Em vừa mới hạ cái tổ ong xuống và tỉa thoát hết những cái cành xung quanh và treo lại rồi các bác ạ. Đợi một lúc thì ong nó đậu yên ổn thì túm thôi. Đây, tổ khá là to các bác nhá. Bằng trong cối rồi các bác ạ. Cắt xuống mới thấy to. Đấy, nó ở trên kia thì nhìn bé nhưng cắt xuống nó to lắm. Khá may mắn đấy hôm nay các bác ạ. Hôm qua thì cả buổi chiều một ngày mới được một tổ, hôm nay 9 giờ vào thì vào thấy tổ, thấy nó cắn cây bay xuống ngay các bác ạ, dễ tìm thật. Hôm đen thì khó tìm thật. Ong đã ổn định rồi các bác nhé. Em chỉ sang túm đây. Các bác nhé.